Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết toàn tỉnh Lai Châu có mây thay đổi, trời có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, ngày nắng. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 22 đến 35 độ, khu vực vùng núi cao từ 19 đến 28 độ, độ ẩm dao động trong khoảng từ 55 đến 95%. Chuyển sang phần dự báo các nơi trong tỉnh như sau. Khu vực thành phố Lai Châu được dự báo có nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm 55 đến 95%. Đến với khu vực huyện Mường Tè có nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 35 độ, độ ẩm 55 đến 95%. Đến với khu vực huyện Sìn Hồ có nhiệt độ được dự báo trong khoảng từ 19 đến 28 độ, độ ẩm 55 đến 95%. Khu vực huyện Than Uyên có nền nhiệt độ được dự báo trong khoảng từ 23 đến 34 độ, độ ẩm 55 đến 95%. Khu vực huyện Nậm Nhùn có nhiệt độ được dự báo trong khoảng từ 24 đến 35 độ, độ ẩm 55 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Tam Đường được dự báo có nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 34 độ, độ ẩm 55 đến 95%. Khu vực huyện Tân Uyên cũng có nền nhiệt độ tương tự từ 23 đến 34 độ, độ ẩm dao động trong khoảng từ 55 đến 95%. Và cuối cùng sẽ là huyện biên giới Phong Thổ với nền nhiệt độ được dự báo trong khoảng từ 24 đến 35 độ, độ ẩm 55 đến 95%. Thưa quý vị và các bạn, từ đêm nay và ngày mai tại khu vực tỉnh Lai Châu, mưa lớn đã giảm dần. Dù vậy thì quý vị và bà con sinh sống ở vùng núi vẫn nên cần cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất. Vì vậy quý vị cần để ý các dấu hiệu bất thường như là nhìn thấy các vết nứt quanh nhà, trên sườn đồi, mái dốc và nghe thấy tiếng rơi của đất đá, âm lượng tăng dần thì cần chủ động sơ tán đến nơi an toàn. Trên đây là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.